Rồi chào cha tên. Hồi vừa rồi là cha mới từ đâu về đấy? Chào cha, chào quý vị. Con mới từ vườn rau Lộc Hưng về đây. Và sáng nay thì con đi qua Ủy ban Nhân dân thành phố. Con xin gặp đồng chí Nguyễn Thiện Nhân. Ông cha có quen đó thì sao vậy? Con đến thì xin được gặp rồi. Con đến là con nghĩ là nếu mà không gặp được thì nộp cái thư góp ý thôi. Sáng nay con đến họ chỉ đi lòng vòng hết, chỉ con sang số 58 Trường Định. Con nộp thư góp ý này này. Cái nội dung của thư này là thứ nhất là con đề nghị là xóa bỏ cái luật đất đai. Luật đất đai cái điều 4, điều luật năm 2013 đó. Luật đất đai thì nó nói là đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý. Thì con bảo là cái luật này là cái luật mọi rợ, là cái luật quái ác. Đã cái luật này đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của người dân, đã lấy đi bao nhiêu máu của người dân. Những cái chuyện đơn giản như là cụ thể như là Đoàn Văn Vương, Đặng Văn Hiến, rồi Đặng Văn Viết. Thế đó là cái luật này rất là nguy hiểm. Cái luật quái ác này nó lấy đi bao nhiêu nước mắt của người dân rồi. Thế thì con đến là con muốn đề nghị ông Nguyễn Thiện Nhân, với lại con gửi thư cho bà Kim Ngân nữa. Gửi thư cho bà Kim Ngân là đề nghị là phải bỏ cái luật này, bởi vì các nước văn minh người ta bỏ cái luật này. Chứ chả có ai mà lại sử dụng cái luật này. Cái luật này á, là tạo điều kiện kẽ hở cho cộng sản, nó muốn cướp đất của ai thì nó cướp. Thế cho nên là cái luật này rất là nguy hiểm. Thì con cũng đề nghị là mỗi người dân cầm một cái tờ thư này đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Chừng 10.000 người, mỗi người cầm một bản như này thôi. Thì chắc chắn là ông Nguyễn Thiện Nhân ông phải nghe lời thôi. Bởi vì cái luật này là cái luật quái ác, là cái luật rừng rất là nguy hiểm. Mỗi người cầm một cái bản này đi đến Ủy ban Nhân dân thành phố thì khi đó là bà con sẽ không bị cướp đất nữa. Chứ còn bây giờ muốn xây trường là phải đền cho dân của vườn rau một cách thỏa đáng, đúng giá thị trường. Như vậy tóm lại là sáng nay con đi lòng vòng, họ cứ chỉ chỗ này chỗ kia mà con chỉ yêu cầu có hai điều thôi. Thứ nhất là phải đền tiền cho người ta, thứ hai là phải sửa đổi luật đất đai. Là như vậy thì cuối cùng là cái đơn này đó là cha đã đưa tận văn phòng của họ được chưa? Con đi gõ cửa nhưng mà họ không có chịu nhận. Họ bảo là bây giờ linh mục phải gửi theo cái bảo đảm bưu điện. Thì cái bưu điện nó sẽ cho linh được cái tờ giấy chứng. Chứ còn ở đấy họ không có chịu cho con cái tờ giấy mà chứng nhận là đã nhận. Họ không có chịu cho. Như vậy là chúng ta thấy là cái quy trình tiếp dân của họ rất là quan liêu. Trong khi mình đã đến từ Đồng Nai chạy xuống Sài Gòn đến tận nơi để mà trao một cái thư tận tay mà vẫn không được. Đó là một cái quy trình quan liêu. Và đó là một cái xã hội họ không có đặt cái mục tiêu của người dân là ưu tiên. Nhưng mà hồi sáng khi cha đi đến đó xong rồi cha đến dân á, thì cha ngoài cái việc cha đã thấy đó sự bất công về vấn đề giải tỏa đất đai rồi đền bù không thỏa đáng với người dân, thì cha nhận thấy người dân có gì là xấu hoạt động gì không? Con thấy người dân họ chỉ có khóc thôi chứ họ không có hoạt động gì hết, mà thấy họ rất là tội nghiệp. Khi con đến là họ mừng lắm, họ nói là cha đã đến đây chia sẻ với chúng con và họ khóc. Và con cũng nói rất là to là đề nghị các đồng chí phải bồi thường cho dân thỏa đáng. Thứ hai là phải bỏ cái điều 4 luật đất đai. Con nói rất là to bởi vì cái điều luật đó rất là gian ác, cướp đất của người dân mà trong khi Tết nhất đến nơi rồi mà lại đập phá nhà người ta như vậy. Trong cái cảnh màn trời chiếu đất như vậy, con nhìn thấy là cảnh tan hoang hết. Con đi vào tới nơi luôn mà họ dựng một hàng rào không cho con đi qua, không cho con đi bộ lên cái vùng đất đó thôi. Chứ mà con vào tới nơi, tới đài Đức Mẹ thôi. Cảm ơn cha đã ghé thăm anh chị em vườn rau của chúng con. Cảm ơn cha cũng đã cất công lên Ủy ban Nhân dân thành phố để trình gửi cái thư mà rất tiếc là họ không lắng nghe tiếng nói của dân. Nhưng mà như cha nói đó thì có thể là chúng ta sẽ phải có nhiều tiếng nói hơn. Cảm ơn cha rất nhiều. Dạ, con kính thưa Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh. Chúng con được biết là hôm nay Đức cha đã đến thăm bà con dân Oan vườn rau Lộc Hưng. Kính thưa Đức cha, khi Đức cha đến đây với cảnh hoang tàn đổ nát như vậy thì ngài cảm nghĩ như thế nào ạ? Cảm nghĩ đầu tiên của tôi, Lộc Hưng, vườn rau Lộc Hưng
tan nát, biểu thị tượng trưng cho đất nước Việt Nam đang tan nát. Dạ vâng, kính thưa Đức Cha, con chúng con được biết Ngài rất là nhiều việc, nhưng mà cái duyên cơ nào Ngài đã đến thăm bà con dân oan Lộc ở vườn rau Lộc Hưng? Bởi vì như tôi vừa nói, sáng hôm nay cha Vinh Sơn chia sẻ trong tin mừng về tình trạng Lộc Hưng, tôi mới biết rõ. Thành tôi muốn đến tận mắt để thông cảm với anh chị em. Như tôi đã nói, Đức Maria khi nghe bà Elizabeth có tin mừng thì Đức Mẹ Maria đã vội vã lên đường. Đức Mẹ khi tới tiệc cưới Cana cũng thấy gia đình chủ tiệc gặp hoạn nạn, Đức Mẹ đã tự nguyện đến với Chúa giải quyết cho gia đình chủ tiệc Canada gỡ khỏi cái cảnh lúng túng thiếu rượu. Thành khi tôi thấy anh chị em Lộc Hưng gặp hoạn nạn, tôi cũng muốn đến thông cảm với anh chị em, chia sẻ nỗi đau của anh chị em, đặc biệt những gia đình đã bị hoạn nạn, mất nhà mất cửa. Nay đã gần Tết rồi, không có nơi trú ngụ làm ăn. Thành ra tôi muốn chia sẻ nỗi đau của anh chị em, và tôi cũng muốn an ủi anh chị em và khích lệ anh chị em đi tiếp con đường đấu tranh của mình. Bởi tôi ý thức rằng anh chị em đang chịu đau khổ, không phải riêng anh chị em mà thay cho biết bao nhiêu người khác ở Việt Nam của chúng ta. Anh chị em đang đấu tranh không vì miếng đất mà vì công lý, vì tương lai của đất nước, vì sự thật. Thành ra tôi muốn khích lệ anh chị em và cầu nguyện, cầu chúc cho anh chị em tiếp tục bảo vệ cái sự công lý và sự thật. Và đó là cách mà anh chị em thể hiện cái sứ mạng của người tín hữu môn đệ thừa sai của Chúa. Ta tin vào Chúa thì phải nghe lời Ngài, như ba nhà đạo sĩ hôm nay trong tin mừng lễ hiền linh, chúng ta để ý tới thứ nhất là cả thành Roma, cả thành Jerusalem cũng như dân Israel, cả nước xôn xao, nhưng mà cuối cùng xôn xao vậy thôi. Lộc Hưng cũng có thể trên cả thế giới xôn xao biết, nhưng mà tôi muốn bắt chước ba nhà đạo sĩ đến tận nơi hang đá Bethlehem tìm kiếm Chúa Hài Nhi. Thành tôi thấy Lộc Hưng hôm nay tượng trưng cho hang đá Bethlehem, tôi cũng đến gặp
vị Chúa Hài Nhi và anh chị em biết các nhà đạo sĩ từ phương xa đã vất vả tìm tòi đến tận nơi, và chúng ta cũng bắt chước ba nhà đạo sĩ nghe lời Chúa báo và không có nghe lời Ê-rô-đê phỉnh gạt, trở về tường thuật lại cho Ê-rô-đê, mà ba nhà đạo sĩ đã nghe lời Chúa đi đường mới mà về quê, cho nên thoát hiểm, thoát chết. Thành chúng ta cũng vậy, hãy noi gương ba nhà đạo sĩ nghe lời Chúa, đừng nghe thế gian phỉnh gạt, để bảo toàn mạng sống của mình, chân lý của mình, lý tưởng đời sống con cái môn đệ thừa sai của Chúa. Dạ vâng, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha đã có những lời nhắn nhủ, dạy dỗ chúng con, đặc biệt là bà con dân oan vườn rau. Và chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha và Cha Vinh Sơn là hai vị mục tử nhân lành đã đường xá xa xôi để đi tìm những con chiên bị bỏ rơi, những con chiên bị đánh đập, những con chiên bị oan sai, để an ủi và khích lệ, nâng đỡ tinh thần cho các con chiên. Con xin chân thành cảm ơn Đức Cha. Cảm ơn các chị, cảm ơn anh chị em. Cầu chúc anh chị em Lộc Hưng an lành, bình an của Chúa và sức mạnh của Chúa Thánh Thần để làm chứng cho sự thật và công lý. Chúng con xin cảm ơn Đức Cha. Thưa bà con, hiện nay có Đức Giáo Mục Hoàng Đức Huân, địa phận con tôm. Con cảm ơn Đức Cha đã thương yêu anh chị em và hiện diện ở đây với anh chị em. Ngày hôm về thứ sáu, con nghe tin khi ông bà và anh chị em ở đây gặp sự khốn khó, con đã đến thăm và muốn được hiệp thông với anh chị em trong lời cầu nguyện. Nhưng mình biết rằng là con bị an ninh họ kẻ từ chỗ Lê Thị Đưa cho đến Bắc Hải đường vào nhà thờ Nam Hòa, thì họ đã chặn con ở đó. Nhưng mà con đã trở về, hãy trở về, nhưng mà con vẫn hiệp thông cầu nguyện với khi ông bà anh chị em ở đây đây. Con cảm ơn Đức Cha sáng hôm nay đã đến thăm chúng con. Con dùng chữ chúng con là bởi vì con liên đới với anh chị em, với ông bà ở đây. Con cảm ơn Đức Cha đã dạy dỗ chúng con, và từ bài tin mừng tôi xin được nhắc lại, Đức Cha nói với chúng ta rằng là như ba nhà đạo sĩ đó, chúng ta đi tìm sự thật, đi tìm công lý, chúng ta phải nghe lời Thiên Chúa, chứ đừng có nghe lời phỉnh định của Herodê, đừng có nghe lời gian dối của Herodê, tên cáo giả quỷ quyệt bảo quyền đó. Nhớ nghe lời Thiên Chúa, đó là sức sống, đó là sức mạnh, đó là niềm tin, đó là ánh sáng, đó là con đường của người kiên hữu chúng ta. Chúng ta sống tình bác ái, nhưng mà chúng ta, như Đức Cha đã dặn chúng ta rằng là không phải chúng ta bảo vệ cái mảnh đất này, nhưng mà chúng ta đã lên tiếng cho sự thật, cho công lý, cho công bằng, để bảo vệ đất nước của chúng ta. Một lần nữa, con cùng với quý ông bà anh chị em hiện diện nơi đây, cũng như những người vị khách này, khách khác không hiện diện ở nơi này, con hết sức kính cảm ơn Đức Cha. Xin Chúa chúc lành Đức Cha trong năm mới này, Đức Cha mạnh khỏe, Đức Cha bình an, và Đức Cha luôn là ánh sáng, luôn là ngôi sao để cho anh chị em chúng con thấy được con đường mà Chúa muốn chúng con đi. Một lần nữa cảm ơn Đức Cha và xin Đức Cha chúc lành cho quý ông bà và anh chị em đang hiện diện nơi đây. Ở đây xin anh chị em hướng về Đức Mẹ, chúng ta cùng dâng lên Đức Mẹ một lời nguyện xin
con sẽ bầu cử của nước mẹ. Này mẹ Maria, mẹ luôn luôn hiện diện với chúng con, cũng như Chúa luôn hiện diện với chúng con. Hôm nay chúng con vẫn tuyên xưng lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu. Chúng con tin vào Thiên Chúa là Cha của chúng con, toàn năng đến mức độ Cha hiện diện giữa chúng con, thấy tất cả những điều kiện sống của chúng con, biết rõ những ước mơ của chúng con. Xin mẹ truyền cầu về Chúa toàn năng của chúng con lời chúc tụng và tạ ơn từ đáy lòng chúng con. Xin qua sự bất công của đất mẹ, xin Chúa đổ tràn thánh thần sức mạnh và khôn ngoan xuống trên mỗi người chúng con và các anh chị em ở mảnh đất lập thân này. Trong cuộc lấy sự công lý và sự thật trên mảnh đất này, thành thần sẽ biến đổi mỗi người chúng con và tất cả mọi người chúng con trở thành những người môn đệ thừa sai của Chúa. Qua chúng con, tất cả nhà cầm quyền cũng như những người tiếp cận với chúng con hiểu rằng chúng con đang phục vụ cho công lý và sự thật, cho quê hương đất nước này được an bình và hạnh phúc phát triển theo đúng tinh thần của Chúa. Chúng con nguyện danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúc tụng danh Chúa từ bây giờ cho đến muôn đời. Hỗ trợ chúng ta lời danh là đấng nào thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Và bây giờ Đức Cha có một món quà nhỏ nhỏ ở tay đi ạ. Đột ngột quá cho nên cũng không chuẩn bị quà. Đức Cha biếu ông các bà một chút gọi là cho nó ngọt ngào cuộc đời giữa những đau khổ nhé. Chúng con cảm ơn Đức Giám Mục và Cha Vinh Sơn đã đến thăm chúng con và còn tặng quà cho chúng con để chúng con ăn cho nó ngọt, bớt đau khổ. Con xin thành cảm ơn hai Đức Giám Mục và Vinh Cha. Cha Thành nói rất khéo, đây là không phải của tôi mà của Cha Thầy với tôi. Dạ, bà con cho một chồng pháo tay để cảm ơn quý cha.